Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023, ngày hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh đối ngoại khu vực miền Trung Tây Nguyên, cùng dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành Trung ương. đánh giá kết quả công tác quốc phòng năm 2023 của quân khu 5, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng cùng với toàn quân, lực lượng vũ trang quân khu 5 đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, quân ủy trung ương, Bộ quốc phòng về quân sự quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ đã chủ động tích cực tham gia ứng phó tìm kiếm cứu hộ cứu nạn giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc như thiên tai dịch bệnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ góp phần ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân đây là những việc làm rất ý nghĩa mang đậm tính nhân văn của lực lượng vũ trang quân khu 5. biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang quân khu 5 đã đạt được trong thời gian qua Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 5 tập trung nghiên cứu quán triệt nhận thức sâu sắc nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội trên các địa bàn chiến lược. Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang, lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 574 quân khu 5. Năm 2023 đánh dấu 50 năm ngày truyền thống Lữ đoàn 574 1973-2023. Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trên các mặt trận công tác, lồng ghép có hiệu quả với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cả diện rộng và chiều sâu. Trong giai đoạn mới, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, viết nên truyền thống đoàn kết, trung thành, tự lực đã ra quân là chiến thắng.